Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Mê Game đây, hôm nay mình sẽ đi chiêu mộ hữu nghị. Và trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn nào chưa biết, đây là team và giới hạn tối đa của nó là 1.000 team, không thể tích thêm nữa. Nếu đã là 1.000 thì dù cố nhận thêm cũng không được gì, rất phí nên hãy chú ý. Tỷ lệ triệu hồi một con tướng 5 sao chỉ 0,5%, nó không có những con tướng hiếm, không có hệ âm dương, và chả có chiêu mộ càng nhiều thì tăng thêm tỷ lệ ra tướng nữa nha. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu thôi nào, let's go!
thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.